gì chơi xàm đi, đây 3.000. Em nói nghe đi. Hướng chi biết em quá. Ơi, chị nói em nghe. Đừng có nói em ơi ở đây hết rồi, thì không có chị em gì hết á. Chỉ có bạn với tớ thôi đó. Rồi ok. Cậu là người thua cuộc đó. Thái độ của cậu sao? Thái độ vậy gọi là thái độ của người thua cuộc hả? Nghiêm túc lại đi. Tại sao thua cuộc muốn cái gì? Tại sao bạn đưa tiền cho mình? Nè, bạn đang cầm 3.000 nhân dân tệ, ok? Tại sao bạn đưa tiền cho mình? Ủa? Tại sao bạn không có biết chuyện đó? Không, mình biết nhưng mà khán giả không biết. Thì bây giờ cá tiền chuyện giữa bạn với tôi. Thì tại sao lại là bạn cho khán giả biết vậy? Có nghĩa là cá tiền giữa hai đứa mình. Thì bây giờ là người đưa tiền là người thua vậy thôi. Đơn giản. Xin lỗi nha, bạn là người tự nói vụ cá. Ok. Mình là đứa ngu. Mắc mấy gì cá tiền với bà Vũ. Lúc nào cũng thua mà vẫn chịu cá tiền. Thì chấp nhận. 3.000 nhân dân tệ là số tiền rất là lớn. Nó là 100 đô đó. Em vẫn ăn mấy một ngày em xài có 200 ngàn à. Mà đây là 10 ngày. Em lấy 10 ngày đây. Em có tiền 10 ngày của em. Để em thu cá độ. Bởi vì các bạn rút kinh nghiệm đi, đừng có cá độ nha các bạn. Mất công cá độ xong rồi thì mất tiền. Bây giờ đưa tiền xong bây giờ hai đứa phải lên giường khóc lóc rồi ngủ đó các bạn. Đưa phải đưa hai tay nữa chứ phải đưa. Tay thôi. Em đưa đại chị không có lấy đâu, rồi chị để cho em nữa. Ôi thì có đưa tiền mà cũng năng nỉ kêu nhận chuột cái gì sàm thế vậy. Thì chị lấy giáo viên từ đâu rồi? Người nào thua cuộc là người đó phải chịu hàng hạ mà. Em có nạp cho chị 3.000. Được, em quen. Cảm ơn em nha, 100 đô lận á, cảm ơn em nhiều nha. Trời đất ơi, mai không có chơi với chị nữa. Mai không hết trời rồi, thôi em đi ngủ, đừng có quay nữa. Mệt lắm à. Cái mày hôm qua mày đưa thêm cho tao 90 ngàn đó, 1 triệu 8 đó. Tiền gì mà 90 ngàn? Tiền mà em, nó phải đưa cho em 1 triệu 701. Thì nó đưa cho em 1.8 triệu luôn. Thì em lấy tiền cho đưa cho Vũ Đăng hết rồi. Lấy tiền của em sạch hết luôn. Hôm qua tiền hả? Tiền cái gì? Tiền gì á? Tiền xăng còn không đủ. Phú nó chỗ đậu cái chỗ mà xăng cái em báo liền luôn. Là không có tiền luôn. Phú ơi, luôn. Phú ơi, ít thôi nha. Được rồi thôi. Ủa sao không kêu em? Ủa? Em? Hả? Em? Ý là không đủ tiền. Ủa vậy là hồi sáng này lúc mà Phú nó kể với chị là đổ xăng chỉ có 100 ngàn mà đi Mercedes vô đổ có 100 ngàn là có thiệt đó hả? Ủa? Xe kia xe Sienna, em nói là Sienna cũng nhiều tiền mà. Đổ xăng hết, em sợ cái đó, xong em xuống vừa mới tới đó cái này em chưa ngủ gì hết, em nói rồi, em nói là đổ ít thôi được bao nhiêu chị, là 600 ngàn là đúng 600 ngàn đùa hết cho nó luôn, không còn một đồng xu nào luôn. Vậy là em thiếu trợ lý em 90 ngàn chị đổ xăng đó hả? Mỗi mày hả? Có 200 ngàn. Công ty nó nói sao những mày ấy? Ăn đồ. Ăn cái gì? Bánh canh. Hôm qua nó có bánh canh. Vũ đoàn ăn. Vũ đâu có, nó trả mà. Em trả. Là em đấy cái đó trả. Đó không phải. Hôm qua chị mượn em 200 ngàn. Đúng rồi, anh Tiên có mượn Tiên 2 ngàn, tặng Tiên nhắn tin về. Không, con Tiên nhắn tin về nói chị Harry mượn em 200 ngàn. Mà hôm qua em đâu đem tiền đâu, còn 200 ngàn đi về xe ôm thôi. Thế xong chị mượn luôn. Cái hôm qua em phải gọi điện về nhà lên đó. Đúng rồi, đó sao ta? Ủa nói gì vậy? Hôm qua đấy là chị ra cái nhà chị có hôm qua không có mượn tiền ai hết. Có thì cũng con nhỏ này nè là mượn, nó cho thêm 90 ngàn mà hôm qua không có tiền, không có đưa. Hôm qua chị có đem tiền đâu? Có chứ, không đủ tiền mới kêu nó đưa tiền, trả tiền cho chị lại để trả cho Vũ Đoàn hết. Trời không ơi, có những tiền sự. Rồi sao bây giờ không trả luôn? Đi làm đó, mà mượn con tới 90 ngàn mà giờ không trả. Ơ không trả mai rồi mà không trả mày hả? Sao giả bộ quên không chị? Sao em nói cho mọi người? Giả bộ quên không? Giả bộ quên không? Giả bộ quên không? Sao vậy? Chị mượn em 200 ngàn hả? Dạ, em chưa lấy lời nữa. Nhưng mà sao vậy? Hôm qua mua đồ, mua nước rồi này nọ chị. Ừ, mà thiếu 200 ngàn. Mà không trả luôn. Ừ. Còn giờ sao? Dạ, giờ em trả cho Mai 90 ngàn chưa?
trả rồi. Rồi vậy cho mới em còn nhiêu tiền mà đòi rủ? Nhiều là bao nhiêu? Mày đặt rủ chị đi ăn Takashimaya. Nhiều là Takashimaya dẹp hết rồi. Bây giờ rồi 8 giờ rồi. Mình quay xong rồi em ơi. Em hiểu không? Chị nói em đừng có hèn hạ như vậy. Takashimaya gì mà dành đóng cửa. Rất là ăn ngon tuyệt vời chị mà. Thành cảnh không, nếu như mà chị có tiền trong túi á là chị nói nè em còn thấy 2 triệu lưng nè. Không, còn cái này không có tiền nữa mới kéo có lại em luôn. Mấy đứa lo quá à, một lát hồi á là mình ra Takashimaya ăn xong thôi, sau đó là mình qua Yolo để quay không, không. Em ơi, chị là mấy? Không phải là không đủ tiền hả? Không, không, không. Bây giờ không, chị Vũ là quản lý của em mà. Chị Vũ ở đây bao thẻ? Ừ, lấy hồi mọi người cứ ăn đi rồi chủ cà thẻ. Yeah. Nhớ trả 200 ngàn nha chị. Trả 200 ngàn cái gì? À là không có đủ 200 ngàn để trả nên là mất tiền nha. Trời ơi, mày không... Không quay mua. Trời đất ơi, người ta đóng phim cực khổ. Khóc lóc như vậy mà ở trong đây ngồi cười hí hí hí. Mượn nợ, giật nợ của bao nhiêu người. Thì đó, giật nợ không trả luôn chị. Trời đất ơi, bây giờ mọi người đang nóng cảnh nội tâm mà giờ bật nhạc đen. Bỏ công bỏ sức ra đi diễn. Không có trả tiền lương, không có phụ thôi. Nhảy đi em nhảy đi. Nhảy đi em. Nhảy cái gì? Giống như là mấy bà xin mai đó. Xỉn hay vậy? Nhảy kiểu mấy bà đi. Tại vì vấn đề là cái bộ đoàn này là chị chưa thuộc lời. Đây đưa bóp cho em cầm cho. Bữa xong là cái này không có lời vậy trời. Hồi này thì toàn toàn thấy lời mà. Em bấm theo cái phần xúc đó. Xúc. Không biết bấm được đâu. Để chút, xúc nó nằm đâu vậy? Em có biết làm không? Ê, hồi xưa em có biết làm không tự nhiên? Ba cái nút ở trên cùng á hai bà. Ủa? Ba cái dấu chấm ở trên cùng bên tay phải của màn hình. Ba cái dấu chấm trên cùng bên tay phải của màn hình chấm vô. Rồi thấy cái phần không có liên quan luôn. Chữ hàng không rồi không biết đường luôn á. Nhiều lắm. Đây. Đây, thấy ba dấu chấm không? Chấm, ba dấu chấm. Rồi. Không có sút. Có. Ủa em coi bản gì vậy? À đây. Nó cũng không có. Ủa? Không có. Không, ba dấu chấm, em coi bằng cái gì vậy? Em coi bằng cái link đi. Sao em không còn phần mềm đó, em mở cái phần mềm ra đi, chị chỉ cho mấy đứa. Nó là bá tụi ngon. Video cái lyric without you code cho chị. Chưa, 10 ngày nữa mới được ra. À, without you, à à. Em mở ra, nơi này là không nè, đây. Đây nè. Đây nè, đây. Nè, đúng không? Rồi, em cầm đi, Tiên cầm. Nè, Harry, nhìn. Thấy chưa? Thấy có ba nút không? Bấm vô ba nút này. Thấy cái phần phụ đề không? Ừ. Bấm vô phụ đề. Đó, tiếng Việt, thấy không? Ừ. Đó. Thấy không? Nó có nè. Đó, mà tại sao cái phần mềm của bà không có? Cô bấm. Ủa đó, đúng quá. Đừng quay nữa, quay hoài hết cái pin rồi mai mốt rồi lại khóc lóc nữa là hết pin. Em bị điên hả? Pin đây nè, chỉ có nè, chỉ có em không có thôi. Giờ vấn đề là em có 5% mà cho em mượn cái túi. Em có 5%, thế đó thì em có 5% mà. Chị biết mà, chị thấy cho nên chị biết rồi. Tập trung chuyện hay không được bấm điện thoại. Em ơi diễn đi em ơi, đừng có bấm điện thoại. Lấy hồi hết pin mày đặt ngồi khóc lóc nữa. Quyết định không cho tiền rồi, không cho tiền. Em, Tiên, mày moi ra, thử coi bao nhiêu. Ừ, coi thử cái lần. Đúng chứ bà nói, tao không cần. Tao không lấy kẹp gì đi ra diễn luôn, vẫn được. Hay là bỏ vô cũng được. Em đứng cho em coi kẹp hoài chỗ này nha. Chắc là cột ít tiền lắm nên mới nhục nhã với vậy á, nên mới không, nó không dám mở ra cho mọi người coi. Nè nói thiệt đi, bao nhiêu tiền? Lát hồi nhúng nhúng cái vỡ nắm đỉnh gớp rồi nào không? Cái không còn đồng nào. Mất hết không còn gì. Cái gì vậy? Được khen. Ai khen? Đại Giáng sinh á. Ai khen? Cưng quá rồi nè. Quan trọng là ổng xe với ông đến lên tường chưa?
để em kiểm tra. Thì đó, chuyện này nó không quan trọng kiểm đâu. Tra. Bây giờ coi chị chỉ sợ là ổng khen để cho em quên mấy chuyện đó thôi. Tại vì Harry Won mới vừa năn nỉ chồng. Xe rửa xe. Nhưng mà có đến lên tường chưa? Vẫn chưa. Chưa có dán tường. Đó chứ, chị nói mà. Rồi hãy năn nỉ ông dán tường đi. Rồi hãy năn nỉ ông dán tường đi. Chồng ơi, dán tường dùng dở đi chồng, chồng yêu thương. Đi chuyện đi đó. Chuyện bây giờ lấy dán ở chuyện thiệt luôn á, dán cái gì. Ừ, không cấm hẳn cái tay luôn. Không, cái gì bạn lại không lên giường quên được rồi. Không chị Vũ biết mà, đưa đây đi, đưa miếng băng keo đi, chị Vũ làm cho. Tiên em ra em cầm máy dạ, chị. Đây, được không? Không, dán vô đây, dán vô đây. Là cái lấy cái băng keo đó cuốn cái này rồi mới cuốn cái này. Không, chờ kim hả? Không, để lên da hẳn luôn cũng được mà, mình có miếng băng keo mình dán lên được mà. Không, ý là dán vô đây thì chị không có đâm thoải mái. À, ok. Không, chứ nhưng mà chị Vũ vẫn, chị Vũ vẫn. Cái này rất hợp lý. Rồi, xong rồi. Ông bỏ rồi. Chị Vũ lấy mặt được á. Em thích những người nào mà những người thông minh hiểu không chị, em không thể nào làm việc chung với những người ngu được. Cái bắp tiền của em đâu rồi? Dính, dính, dính nhét cái gì vậy chị? Cái bắp tiền đâu rồi? Nó cộm cộm gì? Cái gì á? Băng keo đó mình dán lên là không có rớt cái gì hết á. Có bắp tiền đâu em? Đưa bắp tiền cho ông tiên. Nhìn vô máy nó thấy cộm cộm kìa. Không có cộm gì hết á, nó đó cái này là cái đùi mình nữa để hiểu. Cái bắp tiền đâu? Lại thấy kịch lắm. Lát hồi diễn xong cái nghe xong dài cái ngồi dậy đi luôn bỏ. Báo trước nha, cái điện thoại lát hồi rung mà Tuấn đang khóc mà em rung qua xích qua. Cái đầu là học xích cái đầu. Cái đầu thì vẫn vậy. À. Cái chuyện đó lên nào à. Sao? Vậy ok. Rồi. Thiệt luôn á, tại sao lúc nào cũng như con điên vậy? Em không phải con điên. Đang làm gì á? Mình đang ở đâu? Mặc đồ nè, coi nè, áo Chanel nè, giày Chanel, quên vỏ Chanel mà mang cái đôi giày kìa. Áo Chanel luôn. Hình như không phải đâu, đồ nhái. Thiệt, phải không? Nó giỡn chứ không phải của bạn nào á chứ. Nhưng mà cái vỏ Chanel cũng có mấy cái kiểu này. Nhưng mà đôi giày kìa, thằng thật đâu. Đôi giày này là có giá trị nè, ok. 100 ngàn hả? Đừng có coi thường cái dép con gấu này, ok. Dép này nhiêu? Muốn mua cũng không có mua được. Bao nhiêu tiền? Việt Nam đố tìm được đi, không tìm được cái bao nhiêu này. Tiền? Đừng có hỏi tiền không phải là tất cả. Sao? 100 ngàn chứ bao nhiêu? Chị, nhưng mà mua 100 ngàn kia, tất 100 ngàn cũng mua Việt Nam không có được. Tại vì Việt Nam không có, ok. Chị qua bên Hàn Quốc hoài, chị muốn mua, chị mua có gì đâu. Làm như không qua đường Hàn Quốc được. Rồi mặt sao tự nhiên hẹo tùm lum la kìa. Ai chém hai ba cái hẹo kìa, mũi một cái, má một cái. Ca sĩ gì con kỳ cục vậy? Em mũi mà mệt quá đó. Lấy cái tay em đâm vô. Em tự lấy tay em đâm vô mặt em hả? Còn cái mũi em bị sao vậy? Chó cắn hả? Mũi cắn hả? Sao mà nó bị chày hoài vậy? Em cũng không biết tại sao có chày hoài luôn. Tại vì nó thâm luôn rồi, cái dấu vết nó thâm luôn rồi. Em quá sai rồi. Coi mặt ca sĩ là thâm tùm lum, thẹo còn nhiều hơn quản lý nữa. Thôi! Coi dùng té nha, chị thấy đi... Không phải. Đúng rồi, nó là Dolce & Gabbana đó. Đẹp không? Đẹp cô đi ăn đám cưới bằng cái dép này. Trời ơi, ai cũng đánh chi đẹp quá hồn. Không nói mặt đẹp mà nó đôi giày đẹp luôn. Giờ quay chưa? Chưa quay, chị mới đang quay behind the scene nè. Đâu để coi đôi dép đẹp cỡ nào. Đẹp quá. Bling 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 bling. Từ đây là chị chỉ quay đôi dép em thôi, không cần quay em nữa. Em cứ nói chuyện thôi. Chị thu voi với lại lấy cái đôi giày của em thôi. Thôi đi, không có chơi nữa. Cái này đẹp mà. Tuấn đi vô đi. Tuấn đi vô chị chụp hình Tuấn tắm nè. Thế nào? Cho Tuấn đi vô, đứng kế em. Nhưng mà Tuấn vô Tuấn dìm em lắm. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!